Xin chào tất cả quý vị và các bác khách hàng ạ. Và các bác ơi, hiện tại thì đang là cái mùa hè oi bức nóng nực. Và không biết là ở chỗ các bác thì có nóng như ở ngoài miền Bắc bên em không? Thì em thấy là có hôm lên đến 39, 40 độ, rất là nắng và nóng. À, qua quá trình chăm sóc khách hàng thì em thấy là có rất nhiều bác có ý kiến là hiện tại thì đang là cái mùa hè rất là nóng nên là bác sẽ dừng việc uống trà và đợi đến khi mát trời thì bác uống trà, bởi vì uống trà vào bác thấy là uống bác thấy nóng lắm nên là bác không uống nữa. Đấy là cái cảm quan ở bên ngoài các bác, là các bác pha bằng nước nóng đúng không ạ? Với trà thì các bác uống nóng nó sẽ ngon, nó thơm hơn. Đấy, nhưng mà đấy chỉ là cái cảm quan bên ngoài thôi, còn thực tế thì trà nó rất là mát, giúp thanh lọc cơ thể cơ mà. Đấy, vì sao mà các bác lại ít uống trà vào mùa hè hơn? Và tại sao các bác không thay đổi cái cách pha trà của mình bằng kết hợp với những loại quả hoặc là kết hợp với những loại hoa để các bác có những cái cốc trà nó mát này và nó giúp thanh lọc cơ thể? Thì hôm nay em muốn chia sẻ cho các bác về cách pha trà cam xả. Trà cam xả là một cái loại trà mà giúp cho các bác giải nhiệt trong cái mùa hè oi bức nóng nực và giúp cho cấp nước cho cơ thể khi các bác bị mất nhiều mồ hôi. Đấy, và các bác hãy cùng theo dõi em xem cách làm có đơn giản không nhé. Thì để làm ra một loại nước uống trà cam xả ấy, thì các bác cần chuẩn bị giúp em là khoảng độ 4 đến 5 củ xả, 2 quả cam. Nếu mà cam nhỏ ấy, thì các bác sử dụng tầm 4 quả nhé. Còn những quả cam lớn này thì là tầm 2 quả thôi. Và tiếp tục là trà. Trà thì các bác có thể sử dụng là trà Thái Nguyên này hoặc là hồng trà nhé. Và hôm nay thì em đang sử dụng trà Thái Nguyên và một loại trà rất là đậm đà là trà móc câu nha các bác nhé. Đấy, trước tiên thì em sẽ là đây, dập cái xả ra để cho vào nước đun trước đã. Và đến trà nha các bác, sẽ hãm trà. Thì tùy theo mà số lượng nước nhiều hay là ít. Ví dụ cái lồi này thì là khoảng độ 1 lít nước thì em sẽ pha khoảng là 30 g trà. Trà sau khi hãm xong thì các bác nên nọc đi nhé. Cam ấy thì các bác vắt nước ra nha. Vâng ạ, và nước xả thì em đã đun xong và em đã gặn xong rồi. Và tiếp tục thì em sẽ cho trà vào nha các bác nha. Đấy ạ, trà em hãm xong rồi là em cho trà vào. Theo này em sẽ cho đường vào. Đấy, rồi em để nguội, rồi sau đó là em sẽ cho nước cam và chúng ta sẽ chế ra từng cốc cho đá vào để uống nhé các bác nhé. Sau khi nước xả và trà đã nguội và sau đây em sẽ đổ nước cam vào trong cái bát nước để hòa đều vào nhau. Mục đích của việc là chúng ta để nước nguội mới cho nước cam vào để cho cam không bị đắng nhé các bác nhé. Còn khi mà nó đang nóng ấy mà các bác cho cam vào thì nó sẽ bị đắng. Đấy, và em sẽ múc nước ra từng cốc một và cho đá vào để thưởng thức.
Và hiện tại thì đang là cái mùa hè oi bức nóng nực rồi. Các bác có thể tự chế biến cho mình được những loại nước uống phù hợp nhất với khẩu vị và lò thanh mát giải độc cho cơ thể. Vừa rồi là cách chia sẻ của em về cách làm trà cam xả tại nhà đơn giản mất nhất mà an toàn cho chúng ta sử dụng. Chúng ta có thể là tự chế biến để cho cả gia đình của mình cùng thưởng thức. Và các bác ơi, các bác có những cái cách pha trà cam xả nào khác thì có thể là để lại dưới bình luận để chúng ta cùng chia sẻ được không ạ? Và một lần nữa, Trà Tiên Nờ xin cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã theo dõi video. Chúc quý vị và các bác có một sức khỏe dồi dào và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.